Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Nóng đề nghị truy tố hai phó chủ tịch Hiệp hội Cồn và 35 người trong vụ đánh bạc tại Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra kết luận vụ án nhóm golfer đánh bạc tại Vĩnh Phúc ngày 17 tháng 8. Nhóm người này cùng nhiều người bị bắt quả tang chơi poker ăn tiền trong khách sạn khi chuẩn bị tham gia giải gôn tại sân Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Trong vụ án này, tổng cộng có 45 người bị khởi tố nhưng một số đang bỏ trốn nên tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra chỉ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 37 người về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có 3 người bị đề nghị truy tố cả hai tội. Đa phần các bị can đều là doanh nhân tầm cỡ, gồm hai phó chủ tịch Hiệp hội Cồn gồm Lê Hùng Nam, sinh năm 1974 ở Hà Nội và Trần Thanh Tú, sinh năm 1969 ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can khác có ông Thái Tấn Dũng, sinh năm 1968, từng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa. Ông Đặng Đình Hậu, sinh năm 1973, cựu thành viên hội đồng quản trị VGS Group. Nguyễn Công Đức, sinh năm 1987, doanh nhân về công nghệ thông tin. Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1973, doanh nhân tại Hà Nội. Có 5 người bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm Trần Anh Linh, sinh năm 1976, giám đốc công ty Trần Lê Gia, Trần Thị Ngọc Minh, sinh năm 1998 ở Bến Tre, Trần Thị Thanh Thủy, sinh năm 1996 ở thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thị Huỳnh Như, sinh năm 1999 ở An Giang và Nguyễn Thị Thu Kiều, sinh năm 1994 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận điều tra, một số golfer ở thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đánh bạc hình thức poker tại văn phòng của bị can Nguyễn Quang Nhân đang bỏ trốn tại số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. Bị can Nguyễn Thị Thu Kiều là người được thuê chia bài. Kiều có liên hệ nhóm của Trần Anh Linh để cùng nhau chơi poker, địa điểm tại nơi ở của một trong số những người tham gia. Tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Golf Việt Nam dự kiến tổ chức giải VGA Onion Cup 2023. Đối kháng đồng đội giữa đội tuyển golf miền Bắc với đội tuyển golf miền Nam tại sân Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Lợi dụng tham gia giải golf này, Trần Anh Linh, đội phó tuyển golf miền Nam đã rủ nhiều người thuộc đội tuyển golf của hai miền tập trung tại Vĩnh Phúc trước ngày giải bắt đầu để nhóm golfer đánh bạc dưới hình thức chơi poker. Trước thời điểm tổ chức giải khoảng một tuần, Linh nhờ Nguyễn Ngọc Anh Thư, thư ký của Hiệp hội Golf miền Nam liên hệ, sắp xếp đặt 31 phòng khách sạn Dista Vĩnh Phúc để có chỗ ở cho các thành viên đoàn golf miền Nam tham gia thi đấu. Khuya 20 tháng 3, cảnh sát ập vào khách sạn, phát hiện các bị can đang chơi poker tại hai bàn, thu tăng vật gồm số phỉnh được quy ước tương đương hơn 4,6 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định một số bị can còn 8 lần đánh bạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Những lần này đa phần đều diễn ra tại văn phòng của Nguyễn Quang Nhân. Nhận hơn 4,6 tỷ đồng của Chủ tịch Việt Á, ông Chu Ngọc Anh nói, tớ cảm ơn. Quý vị thân mến, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các bộ ngành địa phương liên quan. Theo kết luận điều tra, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, từng nhắn tin xin hẹn ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng không được. Sau đó, Việt đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký tại bộ phận bảo vệ cổng và gặp văn phòng, được dẫn vào phòng làm việc của Chu Ngọc Anh. Việt và Chu Ngọc Anh trao đổi về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kết quả phòng chống dịch của Công ty Việt Á. Sau khi trao đổi khoảng hơn 15 phút, thì Việt mở ba lô, lấy túi quà màu xanh có in website và số điện thoại, hotline của Công ty Việt Á, trong đó có 200.000 USD, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng, cùng với một vài bộ khẩu trang và chai nước rửa tay khô dạng xịt của Công ty Việt Á sản xuất. Lấy khẩu trang và chai nước rửa tay ra và trao đổi với ông Chu Ngọc Anh về tính năng, cách sử dụng. Sau đó, Việt bỏ khẩu trang và chai nước rửa tay vào trong túi màu xanh, nói với Chu Ngọc Anh, tụi em mới có được ít thanh toán, ghé cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp. Chu Ngọc Anh nói, tớ cảm ơn Việt. Việt để lại túi màu xanh của Công ty Việt Á dưới chân bàn và chào ra về. Giai đoạn điều tra, ông Ngọc Anh khai, đề tài nghiên cứu test do Học viện Quân y chủ trì, còn quyền sở hữu sử dụng thuộc về nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Tháng 9 năm 2020, ông Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lúc này Bộ Khoa học và Công nghệ chưa bàn giao xử lý đề tài nghiên cứu test của Công ty Việt Á và Học viện Quân y. Do vậy, việc Công ty Việt Á đưa vào sản xuất thương mại test là vi phạm quy định xâm hại quyền quản lý của nhà nước.
ông Ngọc Anh cũng thừa nhận đã cầm 200.000 USD như Phan Quốc Việt khai. Cơ quan điều tra đề nghị Viện Kiểm sát truy tố ông Trung Ngọc Anh về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vụ bắt đối tượng tống tiền cán bộ địa chính 2 tỷ đồng, khen một tập thể, 4 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đối với một tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tập thể được khen thưởng là đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng, 4 cá nhân gồm 3 cán bộ đội cảnh sát hình sự và phóng viên Võ Thanh Tùng của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tập thể và 4 cá nhân nêu trên đã có thành tích trong việc phát hiện và bắt giữ ông Nguyễn Tự Cường 57 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Phượng 46 tuổi cùng ngụ xã Bình Thạnh huyện Đức Trọng để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 13 tháng 7, anh Tùng nhận thông tin một cán bộ địa chính xã Bình Thạnh bị Cường ép phải đưa 2 tỷ đồng để rút đơn tố cáo vì nắm được vi phạm của cán bộ này khi giải quyết thủ tục hành chính. Nhận thấy hành vi của Cường có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, anh Tùng hướng dẫn cán bộ địa chính đến Công an huyện Đức Trọng trình báo cũng như thông tin đến lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng. Tối cùng ngày, khi Cường đang nhận 500 triệu đồng từ cán bộ địa chính nêu trên thì bị Công an bắt quả tang. Công an huyện Đức Trọng sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền. Điều tra ban đầu cho thấy Cường thường xuyên tới trụ sở UBND xã Bình Thạnh để làm quen với những người có mâu thuẫn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại đây. Cường xúi giục những người này kiện tụng, gây áp lực cho cá nhân có liên quan để phục vụ mục đích cá nhân. Trong đó tháng 6 năm 2018, cán bộ nêu trên có vi phạm trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người dân. Vì vi phạm này mà cả chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính bị UBND huyện Đức Trọng xử lý trách nhiệm. Nắm được vấn đề này, Cường xúi giục những người liên quan đi kiện, UBND xã Bình Thạnh khắc phục hậu quả và được người dân đồng ý thực hiện. Cường là người không liên quan nhưng nhiều lần cản trở và làm đơn tố cáo cán bộ địa chính và chủ tịch UBND xã Bình Thạnh tới các cơ quan chức năng. Mỗi lần làm đơn tố cáo, Cường đều gửi cho cán bộ địa chính gọi điện thoại đe dọa tiếp tục gửi đơn tố cáo làm mất danh dự và công việc của cán bộ địa chính. Để Cường rút đơn, cán bộ địa chính phải đưa ông ta 2 tỷ đồng. Trong quá trình Cường nhận tiền thì bị bắt quả tang. Như vậy phải tìm biện pháp, giải pháp khác nếu không tình hình sẽ vẫn không thay đổi. Giá muối đã thấp lại thất thường thì diêm dân sẽ vẫn khổ. Họ cần được hỗ trợ bằng những chính sách rất cụ thể, thiết thực để có thể yên tâm 7 tháng trong một năm ra những ô ruộng nước mặn giữa trời nắng chang chang. Nhân đây cũng xin nói thêm một câu chuyện, đó là vào tháng 12 năm 2020, nghề làm muối ở tỉnh Bạc Liêu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với bề dày hơn 100 năm, nghề làm muối đã trở thành văn hóa của vùng đất Bạc Liêu, là tinh hoa nghề được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tại Bạc Liêu, nghề làm muối tập trung chủ yếu tại hai huyện Đông Hải và Hòa Bình, diện tích khoảng 1.360 ha với gần 900 hộ diêm dân. Như vậy, nghề làm muối, hạt muối được vinh danh.